Hôm nay xin phép nhà mình, Hương sẽ quay clip nho nhỏ như thế này để chia sẻ kinh nghiệm của Hương, giúp cho chị em luôn luôn tự tin và chủ động, không những là vẻ bên ngoài mà kể cả nội tâm bên trong con người mình nữa. Dạ, xin thưa với các chị em, Hương không phủ nhận là cách đây một khoảng thời gian không lâu khi Hương quay những cái bộ phim truyền hình gần nhất, da của Hương không đẹp được như thế này đâu các chị em. Còn bây giờ nha, Hương tự tin Hương khoe gần da cho mọi người thấy luôn. Nhà mình ngắm đi ạ, da Hương bây giờ có đẹp không ạ? Rất là căng, rất là trắng mịn màng đúng không ạ? Mà trắng hồng, Hương đang không trang điểm nha. Đó, chỉ đánh một chút son cho nó tươi tỉnh lên thôi. Và quan trọng này, nó không có nám, không có tàn nhang, không có bất cứ một cái dấu hiệu lão hóa nào ở trên da, không có những cái vết chân chim nổi mồi hay là nếp nhăn ở phía dưới mắt luôn. Rất là tươi tỉnh, rất là trẻ tươi. Thế thì đây, bí quyết của Hương đây, đơn giản lắm nhà mình ơi. Hương sẽ không lựa chọn phương pháp là đi spa đâu, tại vì spa tốn kém quá. Hoặc là ví dụ thời gian mà để mà chăm bẵm từng ly từng tí một ở nhà thì Hương cũng không có thời gian luôn. Dành cho gia đình đã hiếm rồi, dành cho cuộc sống, cho cá nhân riêng của mình cũng rất là khó. Nên Hương sẽ lựa chọn một cái phương pháp nó đơn giản, nó an toàn nhưng mà lại phải đạt cái hiệu quả rất là cao. Thì đây, mỗi một ngày Hương uống 2 viên uống đẹp da sâm tố nữ Pue Collagen. Đó, Hương mở ra cho mọi người coi nha. Thì mình thấy không, hộp bao bì rất là xịn sò, không những uống mang đi làm quà tặng thì ai cũng sẽ rất là thích. Bên trong sẽ có 3 lọ nhỏ như này, thì chị em có thể mang đi mang lại cũng rất là tiện. Đó, mình đi làm mình có thể mang theo này, hay là mình đi công tác mình cũng có thể mang theo. Thế vì một ngày chị em chỉ cần uống 2 viên này thôi đã là rất là đẹp rồi. Sau 2 ngày thôi, không những là nó có cái tác dụng là làm đẹp da bên ngoài mà còn cải thiện, đó, tăng cường cái sức khỏe bên trong rất là tốt nữa mọi người ơi. Tràn trề năng lượng luôn. Tại sao Hương lại nói như vậy? Nhưng mình nhìn ra Hương này mình biết rồi. Không những là sao ạ, giảm được cái nám sạm tàn nhang trên da mà mái tóc nhà chắc khỏe vô cùng. Các chị em trước giờ mà tóc hay bị khô sơ gãy rụng, nhiều khi muốn thay đổi tạo kiểu mới mà không tự tin, thì đây mọi người nhìn đây, Hương đang làm cái kiểu tóc mới để vào một vai diễn mới. Nhưng mà sau khi Hương uống cái viên uống đẹp da sâm tố nữ Pue Collagen này thì thực sự nhà mình, trời ơi, mái tóc Hương khỏe vô cùng. Hương tha hồ thay đổi tạo kiểu, làm xoăn rồi duỗi rồi hấp nhuộm các kiểu luôn, không có lo lắng gì, tại vì tóc Hương cực kỳ khỏe luôn, là nhờ viên uống này đấy ạ. Rồi chưa hết nha, chị em nào mà trước mà hay cứ bị căng thẳng stress, đó, đi làm về đã rất là mệt mỏi áp lực rồi, về tới nhà lại còn chăm chồng chăm con rồi nội trợ rồi cơm nước giặt giũ nữa, mà hay thức khuya dậy sớm này, đó, ăn không ngon này, nó ngủ không ngon này, hay cáu gắt này, rồi hay bị bốc hỏa lên này, thì sau khi uống viên uống đẹp da sâm tố nữ Pue Collagen 22 ngày thôi, chị em sẽ cảm thấy là trời ơi, cái làn da của mình nó cải thiện này, cái giấc ngủ của mình nó viên mãn hơn, mình ăn uống ngon hơn, cái da của mình nó đẹp hơn này. Nói chung là tổng hòa từ A đến Z cái gì cũng đẹp luôn. Rồi chưa hết đâu chị em ơi, cái này Hương nghĩ là Hương chia sẻ chắc chắn chị em sẽ rất là nghiện. Dạ thưa chị em, trước giờ chị em mình đã ai ở trong cái tình trạng là lâu lâu mình cứ bị khô hạn như kiểu nắng hạn gặp mưa chưa ạ? Nó mình có muốn kiểu là mình quan hệ với ông xã mình, hay là mình muốn hâm nóng tình yêu mình cảm thấy nó khô quá, thì hãy uống viên uống đẹp da sâm tố nữ Pue Collagen đi ạ. 22 ngày thôi, trời ơi, người ta gọi là sao ạ, nước nôi tràn trề, ông xã không mê không được ạ. Không mê làm sao được, tại vì như vậy, trời ơi, thích vô cùng luôn. Và cái đó nó quan trọng lắm, nó cải thiện rất là nhiều về cái sinh lý của chị em phụ nữ mình, và nó cũng hâm nóng được tình yêu. Nó là một trong những cái bí quyết, những cái yếu tố quan trọng để mà gìn giữ được cái hạnh phúc và mái ấm của gia đình đấy ạ. Đây chính là viên uống sâm tố nữ đẹp da Pue Collagen. Và khi mà Hương chia sẻ sản phẩm này đến cho các chị em nào cũng nghiện. Tại làm sao? Tại vì khi chị em uống, các chị em hỏi Hương rất là kỹ, và Hương chia sẻ là 100% thành phần có trong viên uống sâm tố nữ này là thiên nhiên. 100% là thảo dược thiên nhiên, rất an toàn, rất lành tính, chị em dùng hoàn toàn yên tâm. Và Hương cũng nói luôn là cái gì mà là tốt, người ta bán ở ngoài thị trường là rất nhiều những nơi họ bán cái giá rẻ hơn, nhưng đó là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không phải là hàng chính hãng như hộp mà Hương đang cầm ở trên tay đây. Thì đây là một trong những cách rất đơn giản để nhà mình nếu muốn được sở hữu một hộp viên uống sâm tố nữ đẹp da Pue Collagen này, thì nhà mình có thể phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả. Dạ thưa với nhà mình là nếu như là hàng giả thì thường người ta sẽ bán một cái giá nó rất là rẻ, người ta sale sập sàn luôn, người ta bán gọi là cắt lỗ luôn, và thường người ta sẽ cắt cái mã số đó, người ta không để thể hiện cái số seri luôn. Và đặc biệt là khi mà check cái tin nhắn để mà gọi là check được thông tin là hàng thật hàng giả, thì nhà mình hãy check bằng tin nhắn cú pháp như sau giúp cho Hương. Và trên cái hộp viên uống này đã có cái cú pháp tin nhắn này rồi, đây Hương sẽ khoe với nhà mình luôn. Đây nhà mình ơi,
Đây nhà mình nha, ngay gần cái tem chống hàng giả đây ạ. Đó. Trước khi mà thanh toán thì nhà mình cứ check hàng, cứ kiểm tra hàng thoải mái giúp cho Hương để tránh trường hợp là mất tiền oan. Tại vì nếu như là hàng không chính hãng thì họ sẽ không đồng ý cho mình test trực tiếp sản phẩm như vậy đâu. Và cách để mà phân biệt thế nào là viên uống đẹp da sâm tố nữ Poe Collagen hàng chính hãng rất đơn giản. Nhà mình có thể soạn tin nhắn như sau. CHG dấu cách KOHI dấu cách mã cào gửi tổng đài 8077. Hương xin phép được đọc lại một lần nữa. CHG dấu cách KOHI dấu cách mã cào gửi tổng đài 8077. Nếu như là hàng chính hãng viên uống đẹp da sâm tú nữ Poe Collagen thì khi mình nhắn tin xong sẽ được cái phản hồi lại là cảm ơn bạn đã mua được hàng chính hãng. Ok chưa ạ? Còn nếu như không phải là hàng chính hãng thì sẽ có một cái tin nhắn phản hồi lại là bạn đã sai cú pháp rồi. Nhưng đó không phải là mình nhắn sai cú pháp đâu, mà đó là hàng giả đấy ạ. Nên là sẽ không mua hàng đó và chỉ mua hàng chính hãng thôi. Hàng chính hãng thì mới chất lượng, hàng chính hãng thì mới đẹp từ A đến Z, giống như là từ đầu clip tới giờ Hương chia sẻ. Đó, nhà mình nhớ nha. Đây, viên uống đẹp da sâm tố nữ Poe Collagen, chị em uống vào xong cái không mê không được. 2 ngày thôi, mỗi ngày 2 viên cho Hương. Không đẹp, trời ơi, không bao giờ Hương chia sẻ. Đây là viên uống duy nhất hiện tại Hương đang uống. Và chỉ có duy nhất bí quyết này thôi. Đó, rất là đơn giản. Mỗi ngày 2 viên. Ngày xưa thì mọi người cũng hay sử dụng những cái sản phẩm mà dưỡng da bên ngoài đúng không ạ? Nhưng Hương nói luôn, sản phẩm dưỡng da bên ngoài, nói gì thì nói, nó cũng không thể nào mà 100% nó sẽ làm cho mình đẹp tổng thể được. Mà đẹp tổng thể là vừa bôi ở bên ngoài mà lại vừa uống vào bên trong. Nhà mình vẫn sử dụng những cái sản phẩm nhà mình đang chăm sóc da, nhưng bên cạnh đó đừng quên viên uống đẹp da, đó, sâm tố nữ Poe Collagen này nha. Đó, đẹp tuyệt vời luôn nhà mình ơi. Và cái đường link mua hàng thì Hương cũng đã ghim ở trong cái clip này rồi. Thì nhà mình muốn mua hàng có thể click luôn vào cái đường link đó để mua được hàng chính hãng nhà mình nha. Đó, mình mua trực tiếp tại đường link luôn để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đây nhà mình ơi. Còn cách sử dụng viên uống đẹp da sâm tố nữ Poe Collagen cũng vô cùng đơn giản. Một ngày nhà mình uống 2 viên, chia ra làm 2 lần, mỗi lần 1 viên. Và nhớ uống sau ăn 30 phút. Ok chưa ạ? Hy vọng là ngày hôm nay một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà Hương cũng có thể chia sẻ được cái bí quyết của Hương trong việc mà gìn giữ sắc đẹp, gìn giữ làn da và đặc biệt là sức khỏe bên trong nữa. Và lời cuối cùng thì Hương xin được chúc cho các chị em cũng như là gia đình của tất cả mọi người sẽ luôn luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và công việc thuận buồm xuôi gió. Xin được chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Bye bye.